Tuyến đường Kim Sơn - Kim Phượng là tuyến huyết mạch chạy dọc qua xã Kim Phượng. Trước đây con đường này nhỏ hẹp, gây khó khăn trong việc đi lại, thông thương và phát triển kinh tế của người dân địa phương. Tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa đã quyết định đầu tư gần 13 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường này với chiều dài hơn 2 km để có mặt bằng sạch cho các đơn vị nhà thầu thi công. Gần 60 hộ dân đã tự nguyện hiến trên 2 hectare đất. Lúc đầu nó cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng mà sau đó là công tác tuyên truyền, vận động thì cũng đã bà con hiểu ra là cùng với lại đảng và nhà nước, cùng với xã là cũng đã đồng thuận để mà làm cái con đường này. Khi có chủ trương làm đường này thì người dân cũng rất là đồng tình và hưởng ứng cho nhà nước để mở con đường này. Cái đồi mình bán được 1 thì mình làm được con đường này nó sẽ lên làm 10. Thì bà con đương nhiên là bà con sẽ là phần thu nhập, tăng thu nhập lên. Bên cạnh xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, thời gian qua, huyện Định Hóa cũng chú trọng đến việc hoàn thiện hệ thống giao thông nội thị. Từ nhiều năm nay, đoạn đường từ ngã tư đèn xanh đèn đỏ qua khu vực cổng trường tiểu học, trung học cơ sở Chợ Chu đến cầu Ba Ngạc thường xảy ra ngập úng khi có mưa lớn. Trước tình trạng trên, Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa đã đầu tư công trình sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước tuyến đường này. Công trình dài trên 1,4 km, kinh phí thực hiện trên 6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn khác. Sau hơn 4 tháng thi công, hiện nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cái ngày mà chưa làm mương ấy thì cái đoạn này là thường thường là bị nước ngập băng qua. Bây giờ làm xong kênh mương rồi thì thứ nhất là đẹp, cái thứ hai nữa là không bị ngập úng nữa. Người dân là thuận tiện cho việc đi lại. Hàng năm Định Hóa vẫn được tiếp nhận trên 10.000 tấn xi măng. Thì trong những năm tới, định hướng của chúng tôi tiếp tục bổ sung là thứ nhất là làm những cái cấp đường mà nó phải đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu phải rộng 3,5 m trở lên bê tông. Còn những cái đường mà trước kia làm, cái giai đoạn trước, những năm trước làm ấy, mà nhỏ mà chưa đủ quy hoạch ấy, chúng tôi tiếp tục bổ sung quy hoạch và sẽ cạp nối để làm như nào giao thông thông suốt được. Phát triển giao thông luôn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đời sống của nhân dân, đặc biệt là đối với huyện miền núi như Định Hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, góp phần hoàn thiện hạ tầng nông thôn, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.